Hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2019. Lúc bây giờ là 8 giờ 10 phút. Tôi lại tiếp tục đi tiếp lên một cánh đồng khác. Thái gọi là chú bi tôi còn thấy chú bi thằng cu nhỏ đó cho nó ăn mà cho nó không chịu ăn đó. Thằng cu nhỏ đó nó đút cho nó ăn, nó bứt lá tè này đây, thì đâu bứt cái lá tè này cho nó ăn đây các bạn. Đây là cái lá tè tôi đang đút cho chú bi này, chú ăn thử chú ăn không. Đó, tôi đút cho nó ăn, cô nhỏ đút cái lá khô quá nó không thèm ăn. Con nhà con có bò không? Tè của trường tá nha. Ô, thằng cô nhỏ nó đâu bứt lá tè đó các bạn. Ú, giờ nó bứt chạy đó. Mạnh quá mà cô không đứt cái lá tè nữa. Bất công bò nó ăn nó, để gì vô đây cho nó liếm nó. Một con trong này, con ở ngoài để ăn thì mấy con ở trong chuồng kia phải đứng ngó miệng đấy các bạn ơi. Mấy anh chi bị nhốt trong chuồng, anh này thở ra ngoài tôi bờ lưới bị không mươi đây. Đây để tôi cho nó vô trang cái. Con nhỏ nó đùa ghê. À, nó giống con khỉ các bạn, nó lòm giống con khỉ quá các bạn ơi. Ừ, thằng con nhỏ này nó lòm, nó cũng là một diễn viên đó, còn giống con khỉ các bạn.